khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 114, đó là linh quỷ đang làm chủ. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi: Mãn Thanh mất nước. Mất nước bởi chim bóc. Bởi vì từ hy Thái Hậu, không luận là việc lớn, việc nhỏ gì, cũng đều chim bóc cầu cơ. Kết quả đã làm cho chính quyền Triều Thanh bị diệt vong. Chúng ta đọc lịch sử của Triều nhà Thanh, biết được từ hy Thái Hậu là do báo thù mà đến. Oán thù của tộc Diệp Xích Na La, bà đến là để tiêu diệt Mãn Thanh. Tôi đã từng có một lần thỉnh giáo với Đại sư về sự chim bóc này. Khi tôi đi học tiểu học ở Phúc Kiến đã thấy qua chim bóc. Ở đại lục chim bóc đó tôi tin tưởng, bởi vì họ không phải một người. Hơn nữa, không phải người chim bóc là chức nghiệp. Mời người bốc đồng là người kéo xe, người bữa củi, đều là người không biết chữ. Ở trên đường, tùy tiện mời lấy một người. Sau khi bốc xong, đưa cho họ một cái bao đỏ. Chính là việc làm như vậy. Tùy tiện mời đến một người, đều là những người làm việc vặt vãnh, không biết chữ. Hai người bốc ở trên sa bàn viết chữ. Cái chữ đó viết được rất quy củ, viết được rất chỉnh tề. Chúng ta ở một bên nhìn đều có thể xem được. Một lần như vậy đại khái là một giờ, có thể viết ra 3-40 chữ, không nhiều. Bởi vì họ đều không biết chữ, tùy theo cái năng lực của thần mà viết ra. Cho nên tôi cảm thấy đó là thật, không phải là gạt người. Thế nhưng khi đến Đài Loan, tôi cảm thấy nơi đây cách làm có vẻ gạt người. Rất nhiều người họ là chức nghiệp, đổi người khác thì không được. Chỉ có họ một người đang làm. Hơn nữa, cái động tác đó quá nhanh. Tôi đứng bên cạnh chú ý xem, đã xem rất lâu, không xem thấy được một chữ nào, chỉ xem thấy họ vẽ bừa. Miệng của họ đọc một đàn, tay thì vẽ một nẻo, động tác rất là nhanh. Bên cạnh có 2-3 người ghi chép, một người không thể ghi kịp. Không đến một giờ đồng hồ, đã viết được mấy ngàn chữ. Tôi cảm thấy đó là gạt người. Tôi rất là hoài nghi, tôi không tin tưởng, cho nên tôi đến hỏi Ngài Chương Gia Đại Sư cái vấn đề này. Ngài liền nói với tôi, Ngài nói, việc này không phải là thật, phàm hễ trên đàn cầu cơ, nói Phật Bồ Tát gì đó, thần tiên gì đó giáng lâm, đều là giả, đều là gạt người. Đó là linh quỷ đang thao túng, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát giáng đàn. Việc này chúng ta nên phải nhận biết rõ ràng. A Di Đà Phật.
Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.